Rồi, Duy Pháp miền Tây xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay một chiếc xe cẩu Unit 330 đang cẩu cái góc cổng khủng các bạn, có cổng là 300 khoảng 300 mấy. Đó, đang cẩu lên. Quá khủng các bạn ơi, có cồng khủng thiệt. Ô, quằn cằn luôn, cằn lên cằn quằn luôn các bạn ơi, ghê không? Chủ đó các bạn, đó anh chủ mà mua cái cọc này các bạn, còn khủng luôn. Anh này giao gì đâu anh chủ? Năm nay thu quá. Có 300 ngoài các bạn, thành lớn quá, cằn quằn cằn luôn. Thank you.
quá nguy hiểm luôn các bạn. Rồi đã nói xong cho Duy Pháp mình đây xin kết thúc video, chúc mọi người bán tốt lành nha. Hôm nay video xong, bye bye.